Tân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với các lớp. Ở những video trước mình đã hướng dẫn các bạn tất cả những thuộc tính CSS liên quan đến box model, như là gì các bạn gì tạo background cho box này, hoặc là các bạn gì ạ, tạo width, tạo height, rồi các bạn gì padding, margin, border các bạn nhé. Tức là tất cả những thuộc tính liên quan đến box model, cũng như mình cũng đã hướng dẫn các bạn là liên quan đến việc style text các bạn nhé. Tức là style những cái text ở bên trong này, bao gồm thì phông chữ là gì đúng không ạ? Kích cỡ chữ là như thế nào nhé. Rồi chữ có in nghiêng hay không là phông style đúng không ạ? Và chúng ta cũng căn chỉnh cái chữ theo gì, trái, phải hoặc ở giữa nhé, hoặc justify. Thì đấy là tất cả những kiến thức CSS mình đã học qua liên quan đến một cái box. Thì tất cả những kiến thức đấy thì đều liên quan đến box các bạn nhé. Đây chúng ta liên quan một box này thôi này. Và chúng ta cần gì, một kiến thức cuối cùng là gì, chúng ta liên quan đến việc layout các bạn nhé. Layout là việc các bạn gì chỉnh sửa các cái box làm sao cho nó ở vị trí nào cho phù hợp các bạn nhé, so với giao diện của gì design. Đây ví dụ mình có hai cái box này và mình muốn cái box này nó nằm như thế này các bạn này, đúng không ạ? Và mình muốn khoảng cách giữa này là bao nhiêu các bạn nhé, hoặc là mình muốn cái box này nằm bên này, hoặc là nằm ở giữa center nhé, hai cái box ở giữa này, hoặc là cái box này bên phải, bên này bên trái các bạn nhé. Đấy thì đấy là cái việc chúng ta sẽ căn chỉnh layout. Layout tức là chúng ta bố cục lại tất cả những các thành phần box này ở những cái vị trí phù hợp các bạn nhé. Và chúng ta sẽ học về cái thằng Flexbox các bạn nhé. Thì bây giờ cái việc căn chỉnh layout thường người ta sẽ dùng Flexbox bạn nhé. Và cũng sẽ học về cả grid nữa, nhưng mà trước khi chúng ta chuyển qua grid thì chúng ta phải học chắc về Flexbox. Và để chuẩn bị cho cái nội dung này thì mình đã gì xem rất nhiều cái video, cũng như là mình đọc rất nhiều cái sách, cũng như là gì các cái tài liệu ở trên mạng để giúp cho bạn hình dung dễ hơn Flexbox. Thực sự học về Flexbox nó là một cái hệ tư tưởng các bạn nhé, kiến thức nó rất là rộng, nhưng mà gì để cho các bạn bóc tách ra làm thế nào bạn học Flexbox hiệu quả thì mình đã đọc rất nhiều tài liệu, và sau đấy là mình bóc từng phần nhỏ ra, mình thiết kế design dạng từng phần nhỏ. Và ở trong mỗi phần nhỏ đấy thì mình lại đính kèm rất nhiều cái phần bài tập đi kèm. Nên mình tin tưởng rằng thì các bạn chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì các bạn hoàn toàn có thể học online Flexbox, và các bạn hoàn toàn có thể nắm từ cơ bản nâng cao, và các bạn căn chỉnh được mọi giao diện layout các bạn nhé.